Vào sáng ngày 9 tháng 3 tại gia đình đại phó Đặng Duy Kiên, khá đông người thân có mặt Việc lo hậu sự khi đón anh về, theo lời kể của bà con họ hàng anh Kiên, anh là người rất hiền lành tốt bụng, sống chan hòa với hàng xóm. Anh Kiên quê gốc ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, gia đình có ba anh em. Khoảng chục năm nay, vợ chồng anh Kiên mua nhà và sinh sống ở quận Hải An. Theo lời chị Lê Miền, vợ đại phó Đặng Duy Kiên, chồng chị tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam và lên tàu Viễn Dương đi làm. Tính đến nay cũng đã hơn 10 năm và cũng có bằng thuyền trưởng. Dù công việc thường xuyên bôn ba, nhưng những dịp quan trọng anh đều cố gắng ở nhà cùng vợ. Chỉ duy nhất đợt sinh con thứ hai anh không thể về nhà. Điều này cũng luôn làm anh ái náy. Năm 2019, anh Kiên quyết định nghỉ đi tàu, tìm công việc khác để ở nhà bù đắp cho vợ con. Rồi thời gian gần đây, việc làm ăn ở nhà không được thuận lợi, nên cuối năm 2023, anh Kiên xin làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng. Nhận công việc đại phó trên tàu Street Confidence, chở thép từ Trung Quốc đến Ả Rập Saudi. Chị Miền nghẹn giọng kể, trước ngày nhận việc, anh Kiên nói muốn đi làm để có thu nhập cho các con có cuộc sống tốt hơn, sau này không vất vả như bố. Trầm tĩnh trong giây lát, chị Miền tâm sự, ngày 30 tháng 1 năm 2024, anh Kiên lên máy bay bắt đầu hành trình. Trong suốt thời gian này, anh Kiên luôn giữ liên lạc với gia đình người thân, ngày nào anh cũng nhắn tin và tâm sự với vợ, anh Kiên còn dự định lần này đi khoảng 8 tháng rồi về kịp đưa con trai thứ hai vào lớp 1. Trước ngày gặp nạn, vào đêm ngày 5 tháng 3, anh Kiên có nhắn, nó chuẩn bị qua vùng chiến sự, hy vọng sẽ an toàn. Vậy mà cũng theo chị Miền, hiện gia đình đang chờ đợi phía công ty hoàn thiện thủ tục để đưa thi hài anh về với gia đình. Thời gian cụ thể cũng chưa rõ ngày nào có thể đón anh ấy về quê hương. Chị Miền nói, từ lúc biết tin bố gặp nạn, các con tôi khóc rất nhiều. Mấy ngày nay chúng cứ nhìn ảnh bố nặng nặc nói, con không cần gì cả, chỉ cần đưa ba về nhà. Tôi càng không kìm được lòng, thương anh, thương các con. Lúc còn sống, anh Kiên đau đáu về quê hương Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, nên gia đình dự định sẽ tổ chức tang lễ cho anh tại quê nhà thăm hỏi động viên gia đình đại phó đặng duy kiên cục trưởng cục hàng hải việt nam lê đỗ mười cho biết bộ giao thông vận tải cục hàng hải việt nam cùng các cấp các ngành đã đang nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa nạn nhân và ba thuyền viên việt nam còn lại để sớm trở về việt nam các cơ quan đơn vị thuộc cục khẩn trương phối hợp với chủ tàu đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân đặng duy kiên và các thuyền viên việt nam theo đúng quy định của pháp luật Sáng mùng 9 tháng 3, nhiều người thân, bạn bè đã có mặt ở nhà chị Lê Miền vợ đại phó Đặng Duy Kiên ở phố Trung Hành, quận Hải An, Hải Phòng để thăm hỏi, chia buồn. Mới ba ngày sau khi nhận tin giữ, chị Miền gầy và suy sụp nhiều. Mấy ngày nay, chị Miền không ngủ, nhìn góc nào trong căn nhà, chị cũng nhớ về chồng, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Góc bếp này, sáng nào anh Kiên cũng dậy sớm nhất, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi đưa các con đi học. Chưa ngày nào để vợ phải vất vả. Chị Miền dưng dưng nói. Theo lời kể của chị Miền, tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam, anh Kiên bắt đầu đi tàu, đến nay cũng đã mười mấy năm, đã có bằng thuyền trưởng. Đi làm ăn bôn ba nhưng những dịp quan trọng, anh Kiên đều cố gắng ở nhà cùng vợ. Chỉ duy nhất đợt chị Miền sinh cháu thứ hai, thủy thủ người Hải Phòng không thể về nhà. Đó là điều anh luôn nuối tiếc nên năm 2019, anh Kiên quyết định nghỉ đi tàu, tìm công việc khác để ở nhà bù đắp cho vợ, con. Việc làm ăn cũng không mấy thuận lợi, Cuối năm 2023, anh Kiên xin làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hàng hải Hải Phòng, Hải Phòng Marine, nhận công việc trên tàu Chu Confidence chở thép từ Trung Quốc đến Ả Rập Saudi, giữ vị trí đại phó. Trước ngày nhận việc, anh Kiên nói muốn đi làm để có thu nhập cho các con cuộc sống tốt hơn, sau này không phải vất vả như bố, chị Miền kể. Ngày 30 tháng 1, anh Kiên lên máy bay, bắt đầu hành trình. Đến ngày gặp nạn, anh Kiên đã đi được 5 tuần. Trong suốt thời gian này, anh Kiên luôn giữ liên lạc với gia đình, người thân. Riêng với chị Miền, ngày nào anh cũng nhắn tin cập nhật tình hình, tâm sự với vợ. Chuyến này, anh Kiên dự định đi khoảng 8 tháng, lúc về vừa kịp con trai thứ hai vào lớp 1. Thỉnh thoảng điện về, anh vẫn động viên tôi, nói hè này anh về sẽ phụ em đưa đón các con. Tin nhắn cuối cùng vào đêm mùng 5 tháng 3, anh nói chuẩn bị qua vùng chiến sự, hy vọng sẽ an toàn. Vậy mà, chị Miền khóc nói. Với chị Miền anh kiên là người chồng mẫu mực không nề hà bất cứ việc gì để vợ con có cuộc sống thoải mái vui vẻ thời gian ở nhà mọi việc trong gia đình đều do anh lo toan quán xuyến còn với hai con trai của chị miền anh kiên là người cha tốt chăm lo cho các con từng bữa ăn giấc ngủ ngày nào ba bố con cũng vui đùa rộn tiếng cười trong căn nhà nhỏ hai con trai chị miền cũng rất quấn bố vậy nên nghe tin bố gặp nạn các cháu khóc rất nhiều mấy ngày nay hai đứa nhỏ cứ nhìn ảnh bố Nói con không cần gì cả, chỉ cần đưa ba về nhà khiến tôi càng không kìm được lòng, thương anh, thương các con chị Miền nói. Nguyện vọng của các con cũng là nỗi lòng của chị Miền, mong muốn sớm đưa được thi thể anh trở về với gia đình. Cũng theo chị Miền, lúc còn sống, anh Kiên lúc nào cũng đau đáu về quê hương Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, mong khi các con đã lớn, trưởng thành, anh sẽ xây căn nhà ở quê để sống gần họ hàng, người thân. Vậy nên, gia đình dự định sẽ tổ chức tang lễ cho anh chính tại quê nhà tham hỏi động viên gia đình anh kiên cục trưởng cục hàng hải Việt Nam Lê Đỗ mười cho biết Bộ Giao thông Vận tải cục hàng hải Việt Nam cùng các cấp các ngành đã đang nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa nạn nhân và ba thuyền viên Việt Nam còn lại để sớm trở về Việt Nam các cơ quan đơn vị thuộc cục khẩn trương phối hợp với chủ tàu đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân Đặng Duy kiên và các thuyền viên Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật Ngày 7 tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng, gọi tắt là HP Marine, đơn vị cung ứng thuyền viên cho đối tác nước ngoài, đã có văn bản gửi cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan về việc bốn thuyền viên người Việt Nam có mặt trên tàu hàng True Confidence thời điểm bị lực lượng Houthis tấn công ở Biển Đỏ. Theo đó, vào ngày 6 tháng 3, HP Marine nhận được thông báo của đối tác về việc tàu hàng mang tên là True Confidence số IMO 946-0784 trao cờ Barbados đang trên hành trình từ Singapore đến Jeddah, Ả Đập Xê Út thì bị trúng tên lửa. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống. Trong số này có 4 thuyền viên Việt Nam, gồm Đặng Duy Kiên, chức vụ trên tàu là Đại Phó, 41 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng. Phạm Văn Thành là máy trưởng, 39 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng. Nguyễn Văn Tảo, máy hay, 36 tuổi, trú tại Kinh Môn, Hải Dương. Phùng Văn An, 31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình. Theo thông báo của đối tác, con tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạng trái xuồng cứu sinh dẫn đến cháy lớn. Hậu quả, ba thuyền viên trên tàu bị thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Trong số người thiệt mạng có đại phó Đặng Duy Kiên, ba thuyền viên Việt Nam còn lại vẫn an toàn. Trong sáng ngày 7 tháng 3, toàn bộ thủy thủ đoàn, gồm cả người tử vong, đã được đưa vào một khách sạn ở Djibouti, quốc gia ven bờ biển đỏ. Trong lúc rời khỏi con tàu, ba thuyền viên Việt Nam thoát nạn không kịp mang theo giấy tờ tùy thân, đến lúc này chỉ có thể liên lạc qua điện thoại với máy trưởng Phạm Văn Thành. Công ty HP Marine cho biết, sau khi nhận được thông tin, công ty đã thông báo tới gia đình bốn thuyền viên, đồng thời đang kết hợp với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên và đưa các thuyền viên về nước công ty mong muốn Cục Lãnh sự và Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Quản lý Lao động nước ngoài hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên và đưa họ về nước. Liên quan đến sự việc nghiêm trọng này, chiều tối ngày 7 tháng 3, bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arab kiêm nhiệm Yemen và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm đại liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu. Các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.